Trong đó
Giê-xu đã tâm sự các vấn đề buổi tối trước khi Ngài đau như chịu chết. Đứng trước một tâm trạng sao xuyến của các vấn đề, Ngài đã cho ai các ông phải nói, Thầy ban cho các con sự bình an, không phải như thế gian ban. Sự bình an của Chúa là một tâm thể, nó không phải là một cái kết quả của con người làm ra. Sự hòa bình của con người tạo ra chẳng qua chỉ là một sự thăng bằng trong cái gánh trong vô lực. Khi mà nước này chế tạo vũ khí và nước kia cũng chế tạo vũ khí đồng thời với nhau. Sự hòa bình mà chúng ta là sự hòa bình phát xuất từ tâm hồn tươi sơ trong sạch, từ lương tâm trong sạch. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta làm chủ được chúng ta, chỉ khi nào chúng ta không có ở trong đó, chỉ khi nào chúng ta sống trong tầm với Thiên Chúa, thì không bao giờ tâm hồn chúng ta được bình an. Và đó là cái nguồn gốc của sự bình an trong xã hội, và chúng ta có thể chia sẻ sự bình an đó cho cả nhân. Khi Giê-xu sai các môn đệ ra dẫn đi một trong các thành tập, Ngài đã nói, đến nhà nào các con hãy nói bình an với nhà. Nếu nhà đó không có người xứng đáng nhận bình an, thì sự bình an lại trở về với các con. Có nghĩa là sự bình an phải là sở hữu của các môn đệ. Các môn đệ phải có sự bình an trong mình, thì mới chia sẻ sự bình an cho cả nhân. Một con người lúc nào bạn bè cũng thấu khó, thì sẽ tạo ra chung quanh mình những cái thái độ không có thoải mái. Trái lại, người lúc nào cũng vui tươi, phát xuất từ tâm hồn đơn sơ, tâm hồn bình thản, thì sẽ tạo ra một khí rất là an vui. Một hôm, người ta đi xa, một phóng viên hỏi thế này: bà đã chăm sóc cho các trẻ em trên 10 nghèo khổ, đó là điều tốt. Thế nhưng mà nghĩ sao về những người giàu có tại Phát Thích Cấp, những người giàu có giáo hội Công giáo? Mẹ tôi xa đó là tôi thấy ông không được bình an đâu. Qua con mắt của ông, tôi thấy trong tâm hồn có một sự xấu rồi, có một sự ganh tị, có một sự hận thù. Trong thế giới thì dĩ nhiên có người giàu có người nghèo, làm sao mà không có một chuyện đó? Nhưng tại sao phải ganh tị, phải đau khổ vì người ta giàu và mình không giàu? Đó là do lòng muốn của mình. Mẹ Maria Teresa chúng ta đã nói ông đó, ông là nên có đức tin. Ông đặt lời làm sao được đức tin? Mẹ Teresa trả lời với thầy trước thầy: nhưng mà trước hết ông hãy nhớ một nụ cười ngay trước mặt mọi người. Ông hãy bày tỏ cái tâm hồn trong trắng, tâm hồn đơn sơ trước mặt mọi người, và ta sẽ cười. Đó là một câu chuyện chúng ta thấy tụng lương tâm đầy tuyệt vọng, đầy quá cần, thì không thể nào có cái niềm trong sáng đối với xã hội. Chỉ riêng trong xã hội không còn đã được mất trong có những người giàu sống cái xương máu của người nghèo, sống cái sự bất lực chất lao động của người nghèo. Nhưng mà cũng có những người giàu làm cái lớn trẻ, cũng có những người giàu phát triển tài năng của mình. Đó là một cánh tay của Chúa dùng, một chia sẻ của cải cho những người nghèo. Do đó người giàu phải biết chắc mình được may mắn, mình được nơi Chúa rất nhiều của cải, thì mình được trở thành một cái chuột của Chúa dùng để làm cho của cải đó được đến với người nghèo cũng. Có như thế người nghèo cũng vui mừng và chính mình cũng vui mừng, bởi vì mình làm điều tốt cho Chúa và cho ta nhân. Sự bình an của hôm nay Chúa Giêsu phục sinh để cho các môn đệ và sự bình an của Chúa ban, do đó chúng ta còn phải cầu nguyện. Chúng ta còn xin Chúa dẫn dắt cho thế giới này được hòa bình, thoát khỏi chiến tranh khủng bố, và đồng thời chúng ta cũng phải cầu nguyện xin Chúa ban tâm hồn của mình được bình an, cho mình có thể tự chủ đối với tất cả những kết của trần gian, và chúng ta xin Chúa ban cho mình một lương tâm trong sạch để chúng ta chứng kiến tất cả mọi sự trong cái niềm tin Chúa, một cái niềm trong sáng, và nhờ đó chúng ta sẽ là người đầu tiên hạnh phúc để rồi có thể chia sẻ hạnh phúc cho các bạn. Xin cảm ơn Đức Cha đã chia sẻ với chúng con. Ngày hôm nay cũng là lễ đăng San Diego, quan thầy của đoàn Thiên Salesian. Xin Đức Cha cũng như quý cộng đoàn cho đoàn thành viên có một ý thức để tuyên thệ. Vì ngày hôm nay có một số em sẽ lên làm trưởng và ban phương hành mới sẽ được bắt đầu từ ngày hôm nay. Xin mời sơ quý vị đứng lên để giới thiệu các em đó cùng với các cộng đoàn. Xin mời
Lạy Chúa, xin làm phép những khi hiểu này và các chương trình của đoàn thanh thiếu niên Salesian sẽ mang khi dấu chỉ của 11 nữ trẻ tuổi vừa các thanh thiếu niên để mang tinh thần của Chúa và ứng đoàn sự của hai vị thánh trẻ Gabi Savio và Laura Vivuna đang thực hành trong một số hành này. Chúng con còn xin nhờ Thiên Long Chúa Chúa Con. Xin tất cả các đoàn và tất cả các trường này một tràng pháo tay.